Hello xin chào tất cả các bạn. Lại là mình trong trạm ngôn ngữ academy đây và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả những cái uh, chuỗi video trong cái phần uh, về uh, sinh lý máu này Nào. thì hôm trước mình đã giới thiệu cho các bạn cái video đầu tiên là về uh, sinh lý học uh, uh, các tế bào dòng tủy quá trình uh, tạo máu tuy nhiên thì uh, sau này mình nghĩ lại thì mình uh, Uh, nghĩ là nên cho các bạn một cái video uh, gọi là video không đi. Nào là cái video uh, giới thiệu tất cả những cái uh, nội dung có trong phần 1 này bởi vì máu là một cái uh, chủ đề một cái module khá là rộng nào về sinh lý, về bệnh học uh, và về thuốc nữa. Mình làm uh, mình sẽ làm hoàn chỉnh luôn cho các bạn. Uh, thì uh, nó khá là rộng vì vậy cho nên mà trong cái quá trình làm thì mình sẽ chia ra một cái cách logic nhất định cho các bạn dễ theo dõi và các bạn dễ học hơn thì mới đầu mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái uh, phần sinh lý học máu phần thứ hai thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bệnh học về máu tuy nhiên thì mình sẽ không làm tất cả những cái bệnh uh, Uh, hiện, hiện có được mà mình chỉ làm những cái bệnh mà thứ nhất là tiêu biểu, tiêu biểu làm sao? Thứ nhất là nó thịnh hành, thứ hai là uh, chúng ta có thể là uh, có trong cái chương trình mà thi nội chú ở Pháp, đúng không? Nào? thì nếu như mà các bạn mong muốn học dược ở bên pháp và các bạn mong muốn hành nghề dược uh, trong bệnh viện thì các bạn phải thi nội chú và cái kỳ thi nội chú này là một cái kỳ thi quốc gia tức là tất cả những cái bạn uh, valide uh, năm thứ tư thì có thể là năm thứ năm các bạn thi nội chú uh, thì tỷ lệ chọn là có thể là uh, từ uh, lấy điểm từ trên uh, từ cao xuống thấp đúng không nào? và tùy theo chỉ tiêu mỗi năm tuy nhiên cái kỳ thi này rất là cam go và đề và nó yêu cầu các bạn là phải chuẩn bị kỹ càng nhất có thể từ những cái năm ví dụ như là năm ba năm bốn chẳng hạn đúng không? À, thì mình sẽ làm những cái bệnh mà có trong cái chương trình đấy à, thì đấy là cái phần thứ hai à, phần thứ ba thì à, và à phần thứ hai mình sẽ làm à, những cái um, cái video về cái việc là chẩn đoán nữa, đúng không nào? chẩn đoán sinh học, lâm sàng đấy, đúng không? cái thứ, cái phần thứ ba mình sẽ làm về những cái bệnh học về máu nhưng mà kể cả ung thư, đúng không? Nào? phần hai thì mình làm những cái bệnh học về máu nhưng mình không mình không đề cập về ung thư nữa, về ung thư mà mình sẽ để cái phần thứ ba bởi vì là cái phần thứ hai này cũng khá là nhiều rồi mà đúng không tiếp theo nữa là cái phần thứ tư là mình làm về thuốc nào đấy à, thì đấy là bốn phần trong cái chuỗi video này và mình sẽ làm từng phần một và mình sẽ chia ra từng cái video playlist những cái nhóm video một cho các bạn à, dễ theo dõi thì cái phần một thì mình làm về sinh lý máu cái đây là cái video đầu tiên video không thì mình sẽ giới thiệu tất cả những cái nội dung mà mình sẽ làm trong cái phần một này. Cái video đầu tiên là video số 1 thì mình đã làm cho các bạn rồi và nếu như các bạn chưa xem thì các bạn có thể quay trở lại các bạn xem cái video bài học đấy. Và từ từ cái video 1 này mình chưa làm thêm cái video mới bởi vì là mình khá là bận và mình chưa sắp xếp được thời gian mình làm. Tuy nhiên thì Uh, từ cái tháng 7 này mình có thể là uh, rảnh hơn thì mình sẽ cố gắng dành cái buổi cuối tuần uh, hoặc là một cái buổi gì giấy trong tuần ừ, nào. vài ba tiếng trong tuần mình sẽ làm những cái video bài học và mình sẽ upload lên kênh trọng ngôn ngữ academy của chúng ta thì nếu như các bạn mong muốn hành nghề y dược hành nghề y tế tại pháp nói chung ấy uh, thì các bạn Ừ, ít hay nhiều đều phải đụng đến cái phần mô đun máu này và mô đun máu này là một cái phần mà uh, cơ bản và cái phần mà không thể thiếu được uh, nếu như các bạn hành nghề y dược tại pháp đúng nào và mình mong muốn là cái kiến thức của mình uh, các bạn có thể là uh, học hỏi và các bạn có thể là chia sẻ với mình nữa đúng nào à. nếu như mà những cái phần gì mà mình không biết hoặc là những cái phần gì mà mình còn thiếu hoặc là chưa cập nhật đúng không nào và nếu như các bạn không mong muốn hành nghề y dược thì các bạn có thể học từ tiếng pháp qua cái này hoặc là các bạn có thể bổ sung cái kiến thức cho mình đúng không? À, vì máu nó rất là à, nó rất là gần gũi với chúng ta ví dụ chúng ta bị thương này chúng ta có thể chảy máu đúng không? À, vậy thì trong cái trường hợp nào mà các bạn không thể cầm máu được và trong cái trường hợp nào và các bạn có thể cầm máu và cái cơ chế nho ra làm sao thì các bạn hoàn toàn có thể bổ bổ sung cái kiến thức cho mình đúng không? nếu như mà các bạn mong muốn thì đấy là cái video thứ nhất mà mình đã làm cho các bạn. Thì cái video sau ví dụ như cái video số 2 thì và đến video số 4 thì mình vẫn làm cái sinh lý học dòng tủy này, các tế bào dòng tủy này và mình sẽ làm cái dòng tủy có cái phần mà có thể sản xuất ra cái dòng tế bào biệt hóa khác, ví dụ như là dòng tế bào hồng cầu này, dòng tế bào À, bạch cầu hạt này đúng không nào? và bạch cầu đơn nhân này tế bào tiểu cầu đấy đấy là mình chia ra những cái video như vậy còn cái video số, số 5 mình nghĩ là cái video này là quan trọng nhất và nó gần gũi nhất với tất cả mọi người bởi vì là chúng ta có thể là nếu như chúng ta không hành nghề y dược đi chẳng hạn chúng ta có thể đi hiến máu đúng không nào? vậy thì đi hiến máu thì chúng ta phải biết được là nhóm máu chúng ta là nhóm máu gì và chúng ta có bị căn bệnh gì mà trong cái list danh sách không được hiến máu hay là không à, vậy thì cái video số 5 thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái nhóm máu và cái quy tắc truyền máu như thế nào thì mình sẽ giới thiệu các bạn Đúng không nào? và nếu như các bạn mong muốn học hỏi thế nữa thì các bạn có thể mua những cái cuốn sách hiện giờ đã có mặt trên thị trường việt nam ví dụ như là cuốn sách tế bào gốc chẳng hạn hoặc là cuốn sách nói chung là mình đọc tiếng Anh thì có khá là nhiều sách nào Còn nếu như các bạn học tiếng Việt thì mình cũng không biết mình chỉ biết là cái cuốn tế bào gốc gì của nhà xuất bản Omega nào thì cái cuốn đấy cũng dịch ra từ một cái cuốn gốc trong tiếng Anh thì nếu như mà các bạn có trang bị cho mình cái nguồn cái kỹ năng tiếng Anh này kỹ năng tiếng Pháp thì các bạn sẽ được truy cập và hết tất cả những kiến thức của nhân loại mình không nói qua hầu hết là như vậy nào? đấy thì cái video số 5 là cái video cũng là dài nhất và cũng là quan trọng nhất nếu như mà mình làm cho các bạn video số 6 thì và video từ video số 6 đến video số 8 thì mình sẽ làm cho các bạn cái quá trình cầm máu ban đầu như thế nào quá trình đông máu và quá trình tiêu sữa hữu ích đúng không thì đây là tất cả 8 cái video nội dung trong cái phần 1 này đúng không Uh, và cái video này mình đã giới thiệu cho các bạn cái uh, tất cả những cái uh, uh, gì mà tổng quát nhất của tất cả những cái video này thì các bạn tận tiện theo dõi sau này các bạn có thể học đúng không nào? và uh, sau này các bạn có thể truy cứu lại nếu như các bạn học mình sẽ làm public cho tất cả bạn cho nên các bạn đừng lo bởi vì là cái uh, cái triết lý giáo dục của Trạm ngôn ngữ academy tức là mình sẽ chia sẻ và mình sẽ giúp đỡ các bạn đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn đúng không à, các bạn tiếp cận được một cái nền giáo dục tiên tiến và các bạn hoàn toàn có thể là tự xin học bổng để đi du học nước ngoài chứ không cần là không phải trợ cấp của bố mẹ đúng không à, thì đấy là cái triết lý giáo dục của mình à, mình sẽ hướng đến những bạn mà có hoàn cảnh khó khăn và ham muốn học hỏi mong muốn đi du học nước ngoài Ok, còn nếu như các bạn nhà có điều kiện thì không nói làm gì rồi nếu như các bạn không xin học bổng thì các bạn hoàn toàn có thể đi tự túc và mình luôn khuyến khích các bạn là nếu như mà nhà các bạn thực sự có điều kiện ấy thì các bạn nên nhường cái suất học bổng đấy cho những cái bạn nhà có hoàn cảnh khó khăn hơn đúng không nào? À, đấy thì uh, chúng ta cố gắng để chạm tới một cái sự cân bằng trong giáo dục là nếu như nhà các bạn có điều kiện thì nếu như ở Việt Nam thì học phí nó rất là nhiều và nói chung là nhà các bạn có điều kiện thì cái khoản đấy nó không đáng là bao à, tuy nhiên thì nếu như các bạn ở cái vùng nông thôn hoặc là miền núi là các bạn đến ăn còn chưa đủ hướng chi là các bạn mong muốn uh, uh, các bạn uh, uh, có thể là đi học uh, đâu đó nữa đúng không nào uh, thì đấy là cái niềm, uh, cái sự thiệt thòi rất là lớn uh, ở mình và mình xuất thân từ nhà gia đình um, nông thôn, uh, bố mẹ làm nông dân và rất là nghèo khổ cho nên mình đã biết được cái sự khó khăn của các bạn như thế này và cái um, cái sự may mắn của các bạn trong cái thời đại hiện nay tức là các bạn được truy cập được hết vào những cái uh, nền tảng uh, giáo dục trên internet À, trên uh, Google này các bạn có thể tra cứu Google này, các bạn có thể sử dụng máy tính một cách thanh thạo này, các bạn có thể sử dụng YouTube này đúng không nào. Đấy à, thì tất cả những cái uh, cái những cái kỹ năng đấy thì cái thời mình mình không có được bởi vì là cái thời mình internet còn đang rất là hạn chế đúng không nào. hướng chi đến cái việc là mua máy tính hoặc là cái điện thoại thông minh thì uh, không bao giờ mơ mơ tới khi mà mình uh, tới tận đại học năm cuối đây rồi đúng không nào? thì đấy là cái sự khác biệt giữa thế hệ mình và thế hệ của các bạn. thì các bạn có một cái sự may mắn như vậy. tuy nhiên thì các bạn không may mắn bởi vì là cái 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 học phí cái chi phí nó rất là cao. là cái thứ nhất, cái thứ hai là cái sự cái khoảng cách giàu nghèo của Việt Nam càng ngày càng lớn dần đúng không nào? những người giàu thì mãi giàu còn người nghèo thì nó thì họ rất là chật vật trong cái quá trình kìm sống và cái quá trình là đầu tư trong cho con cái học hành. Bởi vậy cho nên mà cái triết lý giáo dục của trạm ngôn ngữ Academy là như vậy. Đúng không và mình luôn khuyến khích các bạn là hãy cố gắng hết sức. Nếu như mà các bạn nghèo các bạn cố gắng hết sức và các bạn có thể là tự học, các bạn có thể là tự xin học bổng được để các bạn có thể là đi du học nước ngoài nếu như mà các bạn mong muốn nhé. còn nếu như mà các bạn uh, mong muốn ở Việt Nam uh, có thể là uh, học hành gần gia đình uh, thì cũng ok thôi. Đúng không nào? bởi vì là thế giới phẳng các bạn có thể là truy cập được hết kiến thức của nhân loại. Đúng không nào? và mình hy vọng là những cái video này sẽ uh, giới uh, giới hạn đi cái khoảng cách đấy tức là cái khoảng cách mà các bạn uh, có thu nhập thấp, các bạn uh, khó khăn, các bạn có thể truy cập được những cái video bài học như thế này và các bạn có thể là uh, lan tỏa đến uh, nhiều người hơn đúng không? đấy, ok. So, uh, đến phần tiếp theo là cái phần số 2 đấy thì mình sẽ giới thiệu các bạn như là mình đã nói với các bạn rồi đúng không? Uh, các bạn học về máu uh, và phần thứ ba là các bạn học uh, Uh, hít học uh, ác tính tức là các bạn về uh, uh, cái căn bệnh ung thư đấy đúng không nào và thứ tư là cái phần thuốc thì mình sẽ upload những cái video mới hàng tuần uh, và nếu như là các bạn thấy hay các bạn thấy bổ ích thì các bạn có thể cho mình một like một cái share chia sẻ trên uh, Facebook bởi vì ai cũng dùng Facebook đúng không À, đấy. À, hoặc là các bạn có thể subscribe các bạn có thể nhấn cái notification để cho các bạn có thể được cập nhật những cái video bài học mới nếu như là mình upload lên để uh, không bỏ lỡ những cái video bài học nặng à, nếu như các bạn không đi theo cái ngành y tế giáo dục thì sao à, y tế tại pháp thì sao thì không sao cả mình sẽ cố gắng làm những cái video để phục vụ cho các bạn thi đen A1 đến B1 hoặc là B2 đúng không nào? Ở hết là các bạn thi đen A2 hoặc là B1 thì các bạn có thể là đủ điều kiện để các bạn sang đây có thể du học tiếng hoặc là các bạn có thể xin quốc tịch khi mà các bạn được B1 hoặc là các bạn có thể xin học bổng bởi cái B1 đấy rồi đúng không nào? Thì một số ngành ví dụ như ngành y tế thì đòi hỏi các bạn phải có bằng B2 trở lên bởi vì là Uh, uh, người ta yêu cầu rất là cao uh, Về cái trình độ tiếng Khi mà các bạn học ngành y dược uh, Thì uh, các bạn cố gắng lên Nếu như các bạn cố gắng và các bạn thực sự mong muốn đi du học Thì các bạn có thể hoàn toàn Có thể thực hiện được cái ước mơ của các bạn Như là mình ngày xưa đúng không? Ok thì cái video này uh, Mình chỉ giới thiệu cho các bạn Những cái nội dung và những cái video Mà mình sẽ làm trong cái Mô đun huyết học này đúng Ok và phần thứ hai thì mình cũng sẽ có những cái video giới thiệu như thế này Để các bạn tiện theo dõi hơn và nếu như mà các bạn mong muốn học tiếng pháp một cách nghiêm túc thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký làm thành viên để truy cập hết những cái video bài học trong cái cuốn giáo trình Lenovo Taxi 123 à, cuốn giáo trình mình đánh giá rất là cao bởi vì là nó uh, phù hợp với thực tế nó phù hợp với uh, những cái gì mà người ta sẽ giao trong cái đề thi đen uh, và uh, nó sẽ có cái đồ đề thi đen thử trong cái cuốn giáo trình đấy cho các bạn à, là cái thứ nhất, cái thứ hai là có những cái video về ngữ pháp để cho các bạn có thể là uh, nâng cao nắm chắc về mặt, mặt ngữ pháp và cái thứ ba là những cái video về từ vựng. Nào, uh, thì những cái uh, này nó bổ sung bổ trợ cho nhau và cái chuỗi video thứ tư là chuỗi video về giao tiếp thì mình đã làm hết trên kênh Trạm ngôn ngữ Academy của chúng ta rồi. Nếu như mà các bạn theo dõi mình ngay từ đầu thì các bạn đều đã biết cái quá trình phát triển của Trạm ngôn ngữ Academy tức là mình sẽ không gói gọn mình sẽ không bó hẹp trong cái việc là học tiếng Pháp nữa và mình sẽ giới thiệu cho các bạn các ngôn ngữ lập trình. Mình sẽ làm À, những cái video về chuyên môn hơn ví dụ như là khu trú vào ngành y dược à, ở Pháp à, vì vậy cho nên mà mình à, à, khuyến khích các bạn là nếu như mà các bạn mong muốn học tiếng Pháp nghiêm túc thì các bạn có thể đăng ký làm thành viên bằng cách là gửi cái mong muốn của các bạn vào cái hòm thư này Đúng không nào các bạn có thể xem những cái thông tin trên cái trang web chính thức của chúng ta là trạm ngôn ngữ pháp.wordpress.com thì trên đấy các bạn có thể theo dõi những cái bài viết của mình À, Tuy nhiên là lâu nay mình uh, bận quá Mình không cập nhật mấy uh, Thì uh, trong thời gian tới Thì uh, hy vọng là mình có thể là dành ra Chút thời gian để mình uh, cập nhật cho các bạn Nào. Đấy uh, Thì uh, uh, Mình thu cái video này là vào tháng 6 Năm 2023 uh, Sở dĩ mình lại cái mốc này bởi vì là Uh, nếu như mà các bạn uh, truy cập được cái video này của mình khi mà các bạn uh, 5 năm sau hoặc là 10 năm sau thì có lẽ có thể là một trong những cái nội dung mà mình nói trong những cái video bài học này nó không còn là cập nhật nữa thì các bạn hoàn toàn có thể thông cảm và các bạn hoàn toàn có thể cập nhật riêng cho các bạn Đúng nào uh, ok thì cái video này mình kết thúc tại đây nếu như các bạn thấy hay và bổ ích thì các bạn có thể like share hoặc là um, các bạn uh, có thể ủng hộ mình bằng cách là mua cho mình cốc cà phê à, đúng không? À, thì cái uh, link uh, ủng hộ mình thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả phía dưới video. thì các bạn bật máy tính thì các bạn có thể thấy. thì các bạn uh, um, có thể mua ủng hộ mình ở uh, ủng hộ cái dự án giáo dục của chúng mình và um, mình rất vui uh, được kết nối cùng với các bạn và mình uh, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đã ủng hộ mình trong cái thời gian qua để cho trạm ngôn ngữ academy uh, có thể là hoạt động uh, trong cái thời gian dài như thế này, này. ok um, video này kết thúc tại đây uh, và hy vọng là các bạn uh, có thể uh, uh, thấy được cái gì bổ ích và các bạn có thể là chia sẻ tới những ai mà cần tới nó đúng không nào và đặc biệt trong những cái video bài học như thế này thì mình sẽ làm cái phần memo tức là mình sẽ tóm gọn lại những cái nội dung uh, chính mà chúng ta cần phải biết khi mà chúng ta xong uh, mỗi bài học và cái cách nhớ như thế nào để các bạn có thể nhớ suốt đời luôn các bạn không bao giờ quên đúng không nào bởi vì là cái kiến thức nó rất là nhiều nó rộng mênh mông đúng không nào chúng ta hiểu rồi chúng ta uh, biết rồi nhưng mà sau khoảng thời gian ví dụ như là một tháng hai tháng sau chúng ta không đọc lại chúng ta quên hết uh, thì mình sẽ không uh, mong muốn cái điều đấy xảy ra mình sẽ giới thiệu cho các bạn và mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cách nhớ riêng mà mình đã thu thập được trong cái thời gian qua và trong cái thời gian trước đây khi mà mình học rửa ở Việt Nam thì mình sẽ chia sẻ với các bạn hết. Ok, bây giờ là tạm biệt thật nhá. Xin chào, hẹn gặp lại cho các bạn trong các video lần sau. Bye bye.